Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 30 cái token Minty tương đương với 7 đô la. Để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì thực hiện chatbot. Tiếp theo chọn Start này, rồi chọn Continue này. Ở đây thì mọi người sẽ hoàn thành cái captcha này. Rồi sau đó thì sẽ join vào Telegram. Rồi ở đây thì mọi người sẽ chat ở trong Telegram cho mình. Ok, quay trở lại này. Sau đó thì join vào kênh channel. Rồi, tiếp tục bấm chọn vào comment nhé. Và chat tiếp. Ok, quay lại. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là follow và test 3 người bạn trên Twitter. Ở đây kích chọn theo dõi. Sau đó thì sẽ chọn like này, chọn trích dẫn này. Rồi mọi người sẽ tag 3 người vào. Ok, quay lại. Tiếp tục mọi người sẽ join vào Medium. Rồi trước khi join Medium thì mọi người phải bật VPN cho mình. Mọi người sẽ mở cái VPN lên nhé. Để fake địa chỉ. Rồi Discord trước đã. Rồi, rồi menu này. Rồi, kích chọn follow cho mình. Ok, quay lại bot. Tiếp theo thì sẽ join vào Discord. Tắt VPN này. Rồi, mọi người kéo sang phải xem đã join được vào Discord chưa nhé. Rồi mọi người để ý bên phải đây này. Đó, thì mọi người bấm vào đây nhé. Rồi sau đó chọn Verification. Rồi, tích vào dấu tích. Ok và quay trở lại bot cho mình. Rồi sau đó bấm chọn Don này. Tiếp theo chọn Don. Và nhập username của Twitter. Rồi, tiếp theo sẽ gửi username của Discord, à của Medium. Rồi, tiếp tục thì mọi người sẽ join vào Facebook nhé. Bấm vào đây để like Facebook này. Kích chọn like cho mình. Ok, sau đó quay trở lại trang chủ của Facebook để copy profiling. Rồi chọn sao chép liên kết cá nhân và quay trở vào đây dán vào. Rồi tiếp tục chọn đôn. Chọn đôn tiếp. Và gửi cho nó địa chỉ ví ETH trên chiếc wallet hoặc MetaMask. Rồi, ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.